Đam mê các trò chơi công nghệ từ nhỏ, cậu bé Lê Trung Đăng không giấu khỏi niềm hứng khởi khi được mẹ đăng ký cho tham gia lớp học về lập trình robot. Em được trải nghiệm thực tế trên máy tính, lập trình các mã code để điều khiển robot vượt chướng ngại vật, tiến lùi vào vị trí trên mô hình sa bàn. Con muốn đi học đây lắm vì ở đây được lập trình robot nên mẹ cho con đi học ở đây để cho con có thể được sáng tạo và lập trình robot. Cùng với Trung Đăng, mỗi buổi học tại lớp lập trình có khoảng hơn 10 em nhỏ ở nhiều độ tuổi khác nhau. Với phương pháp học tập kết hợp tương tác trải nghiệm, không khí lớp học diễn ra sôi nổi, hào hứng khi trẻ vừa được trang bị kiến thức lập trình từ cơ bản đến nâng cao, vừa được thực hành để thỏa sức sáng tạo. Khi mà hoàn thành khóa học này thì các con có những kỹ năng, thứ nhất là về làm việc nhóm này, đấy, khả năng tư duy và phân tích vấn đề, và đặc biệt là các con có thể kết hợp những về cơ khí, điện tử và lập trình để tạo ra một con robot cho nó hoạt động trơn tru. Những năm gần đây, lập trình robot đã phát triển mạnh mẽ ở nhiều địa phương và trở thành xu hướng tại một số tỉnh thành. Trước nhu cầu ngày càng mở rộng, Trung tâm Tin học Ngoại ngữ, Trường Cao đẳng Nghề Điện Biên đã phối hợp với các đơn vị tiếp tục tổ chức khai giảng lớp học lập trình robot dành cho đối tượng là trẻ từ 7 đến 13 tuổi, với mong muốn tạo ra một sân chơi bổ ích, đồng thời là hình thức hướng nghiệp hiệu quả cho học sinh các cấp. Nắm bắt được xu thế đó, thì nhà trường cũng đã phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để mở những cái lớp đấy để thứ nhất là phục vụ cho cái nhu cầu của phụ huynh học sinh. Thứ hai nữa là từ đấy thì cũng phát triển được những cái trí tuệ thông minh cho học sinh sinh viên và cũng sớm định hướng được cái nghề nghiệp cho học sinh sinh viên có những cái năng khiếu về công nghệ thông tin. Trong thời đại công nghệ ngày càng phát triển, những lớp học này không chỉ là sân chơi bổ ích cho trẻ đam mê công nghệ, giúp các em phát triển tư duy lập trình, tư duy logic và tư duy phản biện, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, đội nhóm, mà còn được kỳ vọng sẽ tạo ra môi trường phát triển tốt nhất những thế hệ học sinh thời kỳ hội nhập mới.